Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog và mình là Văn Hóng Lazada. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái video FAQ. FAQ tức là mình sẽ trả lời những câu hỏi thắc mắc các bạn về kênh của Văn Hóng hoặc là một số câu hỏi các bạn để lại trên cái channel của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một video chia sẻ và trả lời những câu hỏi đó. Như vậy là cái thời gian mà mình làm trên YouTube thì cũng phải khoảng là hơn một năm rồi. Một năm đó thì chúng ta đã có rất nhiều các cái chương trình, rất nhiều các cái video, các cái subject về các đề tài như là chia sẻ về mã giảm giá này, review các sản phẩm này, các cái chương trình đồng hành cùng các cái sàn thương mại điện tử như là Lazada, Sendor, Shopee, Tiki, rất nhiều sàn. Rồi chúng ta đã có về Văn Hóng Gaming, chơi thử các loại game trên mobile như là Liên Quân này, hay là một số các cái game đang hot trên thị trường này. Rồi có một cái nữa là Văn Hóng về thủ thuật này, chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm về kỹ thuật mở khóa Facebook này, một số các kỹ thuật mẹo vặt về dựng phim này. Ngoài ra thì có cả Văn Hóng về fishing, thì của mình có làm rất là nhiều chủ đề về câu cá này, về mua cần câu này, các bài mồi câu này, nói chung rất là nhiều các bài nhật ký cần thủ nữa. Rồi ngoài ra thì ở Văn Hóng có cả Văn Hóng về eating show, review các cái món ăn ngon, các cái cách làm các món ăn độc và lạ này. Rồi ngoài ra thì còn có cả các cái chia sẻ về mẹo vặt thủ thuật. Ngoài ra còn nữa là Văn Hóng góc nhìn, chia sẻ bàn luận về các vấn đề đang nóng, đang hot trên xã hội. Ngoài ra còn có Văn Hóng điểm báo, Văn Hóng reaction, nói chung là rất nhiều. Có thể nói rằng mình nhìn nhận rằng ở YouTube Việt Nam thì chưa có một kênh nào mà đa dạng, nhiều chủ đề, nhiều cái mục đến như vậy. Thì rất nhiều người hỏi tại sao anh lại làm một kênh nói tạp phế lù như vậy. Thì mình có thể trả lời luôn cái câu hỏi đó, chính là khi các bạn, mình mong muốn rằng khi các bạn xem video trên kênh của mình thì các bạn sẽ có nhiều cái trải nghiệm hơn, có nhận được nhiều các cái kiến thức, các cái bài học chia sẻ từ chính mình, từ những cái kiến thức mà mình thu thập được, mình truyền tải lại cho tất cả các bạn. Ngoài ra thì mình cũng mong muốn rằng ở trên các cái video của mình thì giúp các bạn có thể là tìm hiểu được những kiến thức để phục vụ cho cuộc sống, công việc, học tập và giải trí. Và cái kế hoạch cho năm 2019 sắp tới thì mình sẽ có một số các cái dự án, các cái sắp xếp nữa. Ví dụ ngay như cái đằng sau mình sẽ có một cái sắp xếp liên quan đến cái phông xanh này. Có thể trong cái thời gian tới mình sẽ làm thêm một số các clip review kiểu chia sẻ này. Thì có thể làm các video về thực sự talk show liên quan đến cái phông này. Đây là một dự án mình đang ấp ủ. Và ngoài ra thì ở trong cái Văn Hóng fishing thì có lẽ thời gian tới thì sẽ có thêm một mục nữa về Văn Hóng thủy sinh. Có một cái dự án về mình sẽ đang muốn làm một cái bể thủy sinh này, trồng cây thủy sinh như nào, các cái mẹo vặt thủy sinh. Nhưng mà cái đó sẽ là chắc là kế hoạch cho năm 2019 sắp tới. Đó chỉ là trên dự án thôi. Nguyên liệu thì đã có hết rồi, kính các thứ sao hết, đồ mình đã có chuẩn bị hết rồi, cả hạt giống. Cái đấy để chắc là tháng 1 hoặc tháng 2 mình sẽ triển khai cái dự án đó. Ngoài ra thì kế hoạch trong năm 2019 thì ở kênh Văn Hóng của Lazada thì vẫn sẽ phát triển thêm các cái mảng như là review các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử Lazada, Sendor, Shopee, Tiki. Vẫn có các cái chương trình chia sẻ về các cái mã giảm giá, gaming, nói chung là eating show, nói chung là vẫn đầy đủ các cái subject mà mình đã làm. Hy vọng rằng trong cái thời gian tới thì mình làm, hy vọng rằng cái nội dung nó sẽ hay hơn, chất lượng video tốt hơn. Các bạn hẳn trong cái thời gian gần đây các bạn thấy chất lượng video mình đã tốt lên rất là nhiều rồi. Mình đã đầu tư thêm về dàn đèn, về phông và thêm cả về các kỹ xảo trong video nữa. Hy vọng rằng khi các bạn xem video sẽ thấy nó nhiều cái yếu tố hài hước, vui nhộn, xem nó thoải mái hơn chứ đỡ nặng nề về quá, gọi quá là nặng về giáo dục quá. Rồi, đó là một chút chia sẻ của mình và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần FAQ chủ đề chính ngày hôm nay nha. Thông thường về cái thời gian lớn của mình sẽ thành thời gian là quay video, lên ý tưởng, dựng, quay và biên tập. Ngoài ra có thời gian quản lý kênh nữa. Thì hầu hết tất cả các cái comment các bạn gửi trên channel của mình thì mình đều có đọc. Và tuy nhiên thì do cái thời gian cũng quá hạn và mình cũng khá là bận nên mình sẽ cũng không thể nào trả lời hết được tất cả các bạn, nên mong các bạn cũng có thể thông cảm. Và tuy nhiên thì mình vẫn cố gắng là trả lời hầu hết anh em những cái câu hỏi là mình thấy cần phải có sự trả lời của mình để giúp các bạn có thể nắm được cái thông tin. Một cái thông tin gần đây đó chính là khoảng từ tháng 13 đến ngày 4 tháng 12 thì YouTube có xóa một số lượng subscribe trên tất cả các kênh, tại vì có khá nhiều cái sub ảo. Cái thông tin này chắc là nhiều bạn làm YouTube biết rồi. Rồi chúng ta sẽ đi đến câu hỏi đầu tiên của bạn Nguyễn Trung Quý. Bạn có hỏi là ở cái video về review máy khoan, máy này máy khoan Auto 12V trên Shopee,
khoan này có điều tốc vô cấp không? Khoan này mình nhớ khi mình làm video thì nó không có điều tốc mà nó có 13 cấp trượt. Ở mỗi cấp thì nó sẽ có một cái độ mạnh khác nhau của chiếc khoan này. Rồi, mình sẽ để lại một like cho bạn Nguyễn Trung Quý. Câu hỏi tiếp theo của bạn yêu rùa điệp. Nhiều người nuôi dê tai đỏ chỉ 3 năm là to thôi mà sao con của anh chúa rồi mà sao anh không nuôi ra không gian hẹp quá. Về cái chú rùa tai đỏ 8 tuổi này, thật sự đúng là mình nuôi bây giờ sang năm tới thì nó sẽ là 9 tuổi. Còn vài ngày nữa thôi thì nó sẽ bước sang là 9 tuổi. Cũng có thể là do cái không gian mình nuôi mình quá là hẹp. Nhưng mà ở cái video cũ này thì ở cái thời điểm mà đầu năm, mình nhớ là khoảng tháng 9 mình đã có một cái series làm cái bể nuôi rùa rồi. Và hiện tại thì cái bể rùa nó đã to lên gấp mười mấy lần rồi. Bây giờ nó phải diện tích mình làm nó phải 60 nhân phải 40, bể rất là to. Các bạn có thể xem lại trên channel của mình. Một cái comment của bạn là Mapipet cười đâu cả bụng. À, đây là trong clip về review về nước tăng lực dòng đỏ. Mình nhớ là cái clip đó mình quay, mình mở mãi không được cái hộp này. Rồi, câu hỏi tiếp theo của Nguyễn Văn. Mày nhảm quá trong video tháo ống nước. Thật sự khi mình làm cái video chia sẻ về cái tháo ống nước này thì nó liên quan đến chính cái điều kiện nhà mình. Tức là hôm đó cái ống nước bị gãy. Thật sự làm cái video mà sửa ống nước đó phải mất đến hơn buổi chiều. Mình phải đi mua cút này, đi mua tun để tháo này, xong phải đi mua tay này, xong rồi đi mua vòi. Nói chung là cái video đó nó thật sự là mình vừa làm vừa quay luôn, không có kịch bản gì. Tiếp theo một comment của bạn Mai Huy Nghiễn. Ca sĩ cờ cờ chứ hoa sĩ mẹ tờ chữ thường lờ Hoa Vinh. Clip này chia sẻ về góc nhìn điểm nóng, đó chính là Hoa Vinh Thái Lan là Philip Roner. Cái này thì không, chắc là bạn chửi không liên quan đến mình. Rồi, câu hỏi tiếp theo của Gaming TV. Facebook của mình bị vô hiệu hóa tài khoản, liệu có mở được không? Cái này thì mình đã làm rất nhiều các cái series nói về mở khóa Facebook rồi. Thì cái trường hợp mỗi cái dạng khóa FAQ của Facebook nó có một cái lỗi khác nhau. Ví dụ như FAQ 359 về lỗi bản quyền. Thì trong video đó mình đã chia sẻ rất kỹ rồi, mình không chia sẻ lại nữa. Các bạn hãy xem và nghe kỹ video và đọc kỹ phần miêu tả ở cái phần video đó. Rồi, câu hỏi tiếp theo của tới đây chuyển vào sim luôn hả anh? Cái Binomo này thật sự mình làm một video về Binomo, nhưng mà sau cái đó mình không làm tiếp được các chủ đề về Binomo. Thứ nhất là về một số thông tin bảo là rất nhiều, mình nhận được rất nhiều cái lời nhắn chửi là Binomo lừa đảo, Binomo thế nọ thế trai, Binomo cờ bạc. Nên mình nghĩ rằng mình sẽ dừng cái video Binomo đó, mình sẽ không làm tiếp nữa. Và nếu có thời gian tới có điều kiện và mình thấy nó có nhận được cái phản hồi tốt hơn thì mình sẽ làm tiếp chủ đề về Binomo. Rồi, câu hỏi tiếp theo của Bùi Võ Thị Nhân. Đây là một bạn cũng cảm ơn Võ Thị Nhân rất là nhiều. Mình thấy rằng Võ Thị Nhân là một người ủng hộ kênh mình từ thời gian rất là đầu, rất là nhiệt tình comment, like, subscribe, ủng hộ video. Câu hỏi của Bùi Võ Thị Nhân là hồi đó tìm băng keo này mà giờ mới biết tên. Cái này là video mình mới làm ngày hôm qua, đó chính là băng keo cường lực, keo dán, keo 3M. Keo 3M là một cái sản phẩm mà có lẽ nhiều người nhìn thấy nhưng mà thực sự là không biết tên gọi chính thức của nó gì. Nó còn gọi tên khác là băng keo xốp. Nó là băng keo cường lực dán rất là tốt luôn. Rồi, câu hỏi tiếp theo của Khánh Trần là con loa này cắm tai nghe và có nghe được không? Tất cả các loa mà có cổng 3.5 và cắm tai nghe và các bạn đều nghe được bằng tai phone như này. Ok. Câu hỏi tiếp theo của BQH Channel. Giọng của anh giống anh Tùng Vãi Trưởng, anh ước gì được như anh? Mình cũng thấy rằng một số video các bạn nói rằng giọng mình rất giống là Sơn Tùng ATP này, giống Piu Piu này, rồi giống rất nhiều người. Thật sự thì mình bản thân mình, giọng mình nó tông khá là cao, mình có thể hát được lên quãng 8 được luôn đó. Rồi, một lần nữa cảm ơn BHQ Channel. Tiếp theo là 01NH01 Channel. Bạn này thì cũng là một người ủng hộ kênh mình rất là nhiều. Cũng cảm ơn 01H01 Channel, khó tên dài quá đọc, thể tên ngắn có vẻ không? Trời ơi, tin được không? Rồi, cảm ơn. Câu hỏi tiếp theo là đận chất vùng cao. Keo AB này có gắn được gang không bạn ơi? Keo AB thì nó thuộc là keo Evoxy, tức là sẽ có hai tuyết AB pha trộn vào nhau. Và cái đặc tính của nó là siêu dính. Gang thì mình nghĩ rằng nếu mà gang thì các bạn tốt nhất các bạn nên sử dụng mấy hàn hồ quang. Mình hàn nó sẽ tốt hơn là dùng cái keo này. Thực ra là dính được nhưng mà nó sẽ không thể tốt bằng các bạn hàn hồ quang. Thời gian tới thì mình
cũng sẽ có một dự án làm về những máy hàn hồ quang điện. Mình đã có cái máy gì nhỉ? Hồng Ký 200Z mà mình chưa chưa tiếp tục được cái dự án đó. Tiếp theo câu hỏi của Hóng TV. Ôi bạn này tên giống mình. Dermabinomo nào? Đó cũng chính là một comment này, mình không muốn làm tiếp các chủ đề về binomo nữa. Câu hỏi tiếp theo của Nam Biển. Tài khoản mình quên mật khẩu nhưng mail của mình vẫn còn nằm trong máy thì làm cách nào để lấy lại? Câu hỏi này quá khó, mình sẽ bỏ qua nhá. Câu hỏi tiếp theo của Edemon Super. Hay, đây là comment khen, mình sẽ để lại một like. Câu hỏi của Thảo Phí, bác làm vụng quá. Cái này là trong clip trong mục Eating Soul của hướng dẫn làm soda. Cái clip này mình nhớ mình làm một năm rồi. Cái thời điểm đó là trước Tết Nguyên Đán. Chia sẻ để các bạn là khi các bạn đã ăn uống vào Tết ăn quá nhiều mỡ ấy thì mình có một cái nước uống giải khát rất là ngon, đó chính là soda chanh đá. Câu hỏi tiếp theo của anh Rice King, chỉnh qua tiếng Việt chơi cho dễ. Cái này là trong văn phòng gaming về chơi chơi thử Rice King. Hầu hết các game trên mobile thì mình đều sẽ xét là tiếng Anh. Thì mình, thứ nhất là mình học được tiếng Anh và thứ hai là ở tiếng Việt thì nó đơn giản quá, cái gì nó hơi phức tạp một chút nó mới hay. Câu hỏi tiếp theo của Huyền DTK là cho mình số bên điện thoại thịt gác bếp Yến Phương. Cái này trong series trong cái clip review về thịt lợn gác bếp Yến Phương thì ở trên cái video của mình có cái phần có cái hình số liên lạc luôn của Yến Phương ở trên video, mà mình có dí sát vào về địa chỉ này, thị xã Mường Lò, có số điện thoại dưới, các bạn có thể liên hệ với Yến Phương ở đó để mua sản phẩm. Tiếp theo là Đình Lộc, còn rất rất nhiều người phải chịu oan oan không chỉ. À đây, cái này là trong series là Văn Hóng Góc Nhìn có về cái điểm nóng, đó chính là vụ tài xế Hoàng đi lùi trên cao tốc. Cái này thì mình sẽ không có ý kiến, cái này là mình chỉ đưa ra ý kiến của mình thôi, còn các bạn ý kiến như nào thì mình tôn trọng ý kiến của tất cả các bạn. Câu hỏi tiếp theo là của Ngoan Nguyễn, sao mày không ăn chỉ, bạn có thể giúp mình được không? Thật sự thì trong cái video về chia sẻ về thủ thuật về cách sửa máy may mini CMD, CMDL này thì mình có chia sẻ các bạn cách xử lý như nào rồi, cách tháo máy, cách cài để sao cho là nó cái ổ thuyền nó cắn được chỉ và như nào rồi, mình cũng đã chia sẻ. Thật sự khi làm cái video về máy khâu này là mình không có kinh nghiệm về máy khâu, tuy nhiên mình cũng phải đi tìm hiểu và thử thực hành luôn ngay chính chiếc máy của mình thì mới có thể sản xuất được một cái video như này. Câu hỏi tiếp theo của Hoàng Tới, bố tụi nó đi ngoại tình rồi. Vẫn là chủ đề về văn nóng điểm nóng là Hoa Vinh Thái Lan, mình sẽ bỏ qua hai cái comment này. Câu hỏi tiếp theo của Nghĩa Mai, anh cần dùng thêm ánh sáng để đánh sáng vào sản phẩm cho rõ. Ok, đúng rồi. Hiện tại thì mình vẫn chưa chưa setup xong hoàn toàn cái bàn quay của mình. Đúng là khả năng thời gian tới mình sẽ phải để thêm một cái ánh sáng ở trên này hắt xuống này. Hiện tại mình đang sử dụng cái ánh sáng nhưng mà nó khá là xa, thành ra là hai cái ánh sáng đánh hai bên vào thì nó chỉ tôn lên được cái giữa thôi, ở giữa thì chắc là mình phải bố trí thêm một dàn nền nữa. Cảm ơn Nghĩa Mai rất là nhiều. Câu hỏi tiếp theo là của B Shaker Crab liên quan đến vẫn mở khóa Facebook này, mình sẽ bỏ qua nhé. Mình trong video mình hướng dẫn rất là kỹ cho các bạn rồi. Câu hỏi tiếp theo của Thanh Thủy là em mua tới 350k. Đây là cái video về review chiếc đàn ukulele giá rẻ trên Shopee 150k. Cái đợt đấy là mình mua flash sale nên là nó 150k. Có thể các bạn mua nó có thể rẻ hơn nếu mà áp mã giảm giá này và cái chương trình nữa. Cái này đợt đấy mình mua là không có mã giảm giá. Câu hỏi tiếp theo của Nghĩa Mai là sao không review sản phẩm online nữa đi anh? Mình vẫn review các sản phẩm online rất là nhiều. Thực ra là mình đã mua rất là nhiều nhưng mà thời gian quay dựng xong rồi chuyển lên YouTube nó mất thời gian, nó còn phải biên tập, mình còn phải quay nữa. Và trước khi quay mình có phải tìm hiểu cái sản phẩm đó nó có những cái gì, đặc điểm nổi trội như nào, ưu nhược điểm như nào, để khi mà làm video thì các bạn sẽ có một cái đánh giá sâu sắc nhất về cái sản phẩm. Chứ không phải chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua về xong chúng ta dùng, nhưng mà đó chỉ là góc độ người dùng. Nhưng mà khi mình làm các video về review mình muốn truyền tải là những cái điểm mà chúng ta phân tích là nên mua này vì sao, nó rẻ như nào hay là nó có những cái gì hạn chế. Đó chính là cái đặc điểm của các clip review trên kênh của mình. Câu hỏi tiếp theo là của phim Lý Ông có S hay không? Cái này là trong video về review các cái kính cường lực giá rẻ cho điện thoại Xiaomi. Cái này là mình làm video về các điện thoại của các sản phẩm của Xiaomi thôi. S2 chắc chắn là có. Kính cường lực thì tất cả các sản phẩm điện thoại đều có nhưng mà tùy shop họ bán hay không. Câu hỏi tiếp theo là cái này vẫn liên quan đến chủ đề của Hoa Vinh, mình sẽ bỏ qua. Câu hỏi của Kiên Phạm, thằng L này mày đọc văn ban như L, mày thằng server.
Cái này liên quan đến có một clip chia sẻ về Lazada chia sẻ về cái gì nhỉ? Thay đổi là mình không rõ là cái này như là thay đổi về chương trình tiếp thị liên kết của Lazada. Không hiểu sao các bạn bạn này vào lại chửi mình. Trong video này mình chỉ chia sẻ các bạn làm sao lấy được deep link để chèn vào cái tiếp thị liên kết thôi. Chắc là không xem. Câu hỏi tiếp theo của Tân Nguyễn là tào lao bí đao. Cái này thì mình cũng đã chia sẻ rồi, đây là một cái clip mà mình thực sự là trải nghiệm và sửa cái ống này, miễn ý kiến. Câu hỏi tiếp theo của Hit Hot là em mua 53k khuyến mại còn free ship nữa cơ, anh mua mà em mua ở sen đỏ nha. À, cái đợt đó thì nếu mà bạn Hit Hot mua vào đợt sale 12 tháng 12 thì sen đỏ đang có chương trình là miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn hàng, nhưng mà chỉ diễn ra ngày 12 tháng 12 thôi. Mình cũng đã chia sẻ trong một cái video review về Super Sale Day mua gì trên các sàn, có nói về chủ đề này rồi. Và cái clip xài đơn của Lazada thì mua lâu lắm rồi. Câu hỏi tiếp theo của Maria Olala, ở mình cơm 10k bao ăn no luôn. Clip này cũng mới, đây là cái hộp cơm mà mình mua ở cái gì nhỉ, cái đợt giảm giá của Big C. Thật sự là cơm thì nó cũng rất là bình thường thôi, nhưng mà khi mình vào siêu thị mình thấy cái cơm, mình nhớ lại cái kỷ niệm mình đã từng trải qua cơm đường cháo chợ. Cái này mình cũng đã chia sẻ trong video rồi. Câu hỏi tiếp theo của Duy Hà vẫn liên quan đến chủ đề FAQ Facebook, mình các bạn có thể xem lại video nhá, mình hướng dẫn rất là chi tiết. Câu hỏi của Bin Bin yêu cá cảnh là quay cá đi anh tem nữa. Thời gian tới thì ngoài là các video chủ đề về fishing, ngoài câu cá ra thì mình có cả về chủ đề rùa 8 tuổi này, người bạn đồng hành của mình này, rồi có cả về video về cá này. Mình đang có bể cá nhưng hiện tại cá sau cái đợt lạnh rồi nó chết là khá nhiều, chắc chỉ còn khoảng 6 con thôi. Nhưng mà khoảng ra Tết mình sẽ làm một cái, có một cái project nữa về cá nữa. Ngoài ra thì cũng đang triển khai một cái project về tép cành. Sau cái đợt rét rồi cá chết, tép chết, nhưng mà hiện tại như vẫn còn khoảng 4 đến 5 con. Và cái bể mà mình ươm cả thủy sinh trong đấy thì cây nó bắt đầu nó cũng xanh lá rồi. Nhiều khả năng là ra Tết mình sẽ làm thêm chủ đề về tép cảnh nữa. Như vậy chúng ta sẽ có rùa, cá, tép, thủy sinh và cả fishing câu cá nữa. 5 chủ đề về thế giới động vật. Câu hỏi tiếp theo của Lương Phát Ly vẫn liên quan đến Hoa Vinh, mình sẽ bỏ qua nhé. Đây là văn hóng góc nhìn thì mình không có ý kiến gì. Câu hỏi tiếp theo của Tân Văn về chơi thử game ma kiếm sinh tử kỳ của VTC. Game này nặng như cờ cờ. Thật sự thì rất nhiều game trên Mobi rất là nặng, đòi hỏi cấu hình phần cứng của điện thoại rất là cao. Thực sự thì mình làm các cái series về game, mình mong muốn các bạn rằng các bạn máy cấu hình thấp không chơi được game đó thì có thể cảm nhận được, đánh giá được game đấy chơi như nào. Thực sự thì game mình chơi cũng khá là gà, nhưng mà chủ yếu là mình truyền tải các bạn cách chơi gameplay của game nó như nào thôi. Rồi câu hỏi tiếp theo của Long Bé đẹp trai thật vẫn liên quan đến Hoa Vinh. Video hình như cắn đề xuất hay sao mà nhiều comment đấy. Câu hỏi tiếp theo của Dragon, chơi bằng máy gì vậy? Trong tất cả các video về game liên quan mobile của Garena thì mình đều chơi bằng hai chiếc điện thoại. Đó chính là Xiaomi Redmi Note 4X và Redmi 5A. Nhưng mà Redmi 5A thì mình đang dùng rồi, mình chỉ dùng có Xiaomi Redmi Note 4X thôi. Chip Snapdragon 625, RAM là 3GB. Ok. Câu hỏi tiếp theo là của kênh Video Vặt, vòng vo như thằng đờ biết câm cú đi. Trời ơi, cái này mình chỉ chia sẻ các bạn về cách phân biệt các loại thẻ nhớ ở trên thị trường như nào. Có thể các bạn không xem hết video nên các bạn là có thể là nếu các bạn xem hết video thì sẽ hiểu là trong video mình muốn truyền tải cái thông điệp gì. Câu hỏi tiếp theo của Nam Hoàng Hải, làm sao rút được tiền nhỉ? Em nghe nói khó rút lắm. Cái này liên quan đến Biomo, hiện tại thì các clip về Biomo mình đang tạm dừng sản xuất rồi. Có lẽ là hình như là rút được qua là tài khoản ngân lượng. Khi các bạn được một cái định mức sẽ rút được qua tài khoản ngân lượng, mình nhớ vậy. Câu hỏi tiếp theo là công nghệ Vlog, cái này vẫn liên quan đến Hoa Vinh. Một câu hỏi của Lốc Cốc comment nhưng lại trong video một hộp các sản phẩm không đồng của Lazada. Xin tút link 277, 723. Bạn có thể xem lại video trên hướng dẫn mở khóa Facebook FAQ của mình nhé. Ender Superman comment là gắt ở video ăn cơm 10k. Phương Ngọc mở ra đi nói ít thôi. Mình thấy trong rất nhiều các video cái đời đầu mình thì có thể nó trong cái thời gian đầu thì mình muốn truyền tải nhiều hơn thì mình sẽ nói nhiều hơn, nhưng càng về sau đến cái thời điểm mà bây giờ ấy thì trước cái video mà mình nói có lẽ mình sẽ hạn chế nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn về cái sản phẩm.
Đợt đầu thì công nhận cũng hơi lan man thật, cũng đã rút kinh nghiệm. Có nhiều video đợt đầu nó lên tới 20 mấy phút. Vì sau bắt đầu mình sẽ phải điều chỉnh, điều tiết lại cái lượng mà mình truyền tải thông tin ấy, mình sẽ cho ngắn lại. Chỉ để khoảng là một cái video mình review mình chỉ khoảng là khoảng 10 phút thôi, dưới 10 phút. Còn ngoài ra thì có thêm một vài cái quảng cáo của channel của mình thôi. Về ví dụ như là về bạn học vlog có làm những cái chủ đề gì. Nó mất thêm khoảng 30 giây nữa. Câu hỏi tiếp theo là Dũng Mai đăng đúng chủ đề đi, đăng toàn cái đâu đâu. Trời ơi, đây là chủ đề về Liên Minh chơi thử các tiếng trong Liên Quan Mobile thì chơi tướng nào thì mình đăng video về tướng đấy chứ. Thì... À, có khả năng là bạn ý nhầm sang, tức là thấy kênh của Văn Hóng Lazada là chuyên về review, tại không thấy làm các cái sản phẩm của Lazada mà lại đăng cả về gaming nữa. Thì mình đã chia sẻ ở đoạn đầu rồi. Mình mong muốn là mang đến các bạn nhiều góc nhìn hơn. Ok, nó chỉ là ngắn gọn vậy thôi. Câu hỏi tiếp theo của sát thủ 123456 là bao nhiêu tiền vậy anh? Đây là chiếc đồng hồ con này là DZ09, thì như hồi đó mình mua là khoảng 69.000. Con này đúng giá của nó là 109.000 nhưng mà mua flash sale là 169.000 thôi. Câu hỏi tiếp theo của Khoa Trần. Trời ơi, trả lời các bạn lúc mà khát nước quá. Khoa Trần là bây giờ em đang ở lớp 12, tuần trước đi về mắc mưa, lúc đó em đang mặc áo đoàn trong màu xanh. Lên áo đoàn của em bị ướt nhưng em lại quên giặt, để đến 3 ngày sau mới nhớ lại. Thì lúc lấy áo ra, áo bị mốc hết kim nhỏ li ti trên sau áo. Đối với cái vết mốc mà mọc nấm này thì bạn có thể dùng cồn mà tẩy cũng được nhá. Nếu mà áo xanh thì các bạn mình không nên dùng nước tẩy ra ven. Đây là trong cái video về thử tẩy quần áo bằng nước ra ven. Dùng cồn hoặc là giấm mình có thể tẩy được cái vết mốc hoặc là chanh. Tiếp hỏi tiếp theo là của Văn Đạt Nguyễn. Anh ơi, ghi nguồn rồi nhưng máy không hoạt động, phải làm sao đây? Có thể là cái adapter 6V của chiếc máy may CMD này nó bị hỏng. Em thử lấy đồng hồ em đo lại xem là cái nguồn này cấp được 6V không. Ok. Hoặc là cái phần motor của nó bị cháy lõi motor. Câu hỏi tiếp theo, cái này liên quan Hoa Vinh mình sẽ bỏ qua. Câu hỏi của Khôi Vạn là bắt được nó lên bờ chơi được không anh? Đây là mở hộp thành viên mới tép cảnh. Rất tiếc là cái trong cái ảnh thun lai này có chú tép cảnh màu đỏ đổi màu, thì sau cái đợt xếp vừa rồi thì nó cũng đã ra đi rồi. Ở hiện tại mình cái thành viên của team tép này chỉ có khoảng 4-5 bạn thôi, mà toàn các bạn bé tí này, không biết là ra Tết nó có lớn lên được không. Nhưng hiện tại mình thấy nó cũng khá là bé. Quay cái cận cảnh thì tép rất là khó, thì vì con tép nó bé tí. Câu hỏi tiếp theo là của Thím Mai Lúa Ba Lai. Ok, cảm bạn nhiều. Câu hỏi của Nghĩa Mai review các sản phẩm nhiều lên. Ô, vẫn đang làm đây. Nghĩa Mai cũng là một người comment khá nhiều trên các video của mình và cũng có những cái đóng góp hết sức là ý nghĩa. Cũng cảm ơn một lần nữa, cảm ơn Nghĩa Mai. Câu hỏi tiếp theo của Phật Tổ Như Lai. Ui, Phật Tổ Như Lai vào ở kênh của mình. Nhìn sân của câu lạc bộ Thái Lan kìa, đúng là chuẩn Premier League phiên bản Đông Nam Á. Mình nhớ là cái ảnh mà ảnh của Philip Roller đá cái sân đấy không phải là sân của Thái mà đã đá một cái sân ở Đức. Cái sân đấy là của Đức. Giống Hoa Vinh. Rồi, như vậy trên đây mình cũng đã trả lời các bạn một trang comment thôi. Mình sẽ còn rất nhiều nữa, nhưng mà có lẽ mình sẽ dành cái thời gian sau và cố gắng trong cái thời gian tới, năm tới, thì mỗi tháng sẽ có một cái clip về FAQ trả lời các bạn. Và hy vọng mình cũng thu thập được nhiều ý kiến của các bạn đóng góp cho kênh của mình để có thể phát triển channel nó tốt hơn. Hiện tại thì chúng ta cũng đã được là khoảng là 35.000 sub rồi. Và hy vọng rằng trong năm tới thì sẽ được con số là 100.000 sub. Mình nghĩ rằng 100.000 sub chắc phải 1 đến 2 năm nữa. Năm tới thì may mắn sẽ được 50.000 sub, cũng là con số hết sức là đáng tự hào rồi. Và nói chung là trong video này thì mình cũng gửi lời cảm ơn đến 35.000 các bạn đã subscribe ủng hộ kênh. Có bạn ở trong ngoài nước, có bạn bè quốc tế, nói chung cũng khá nhiều đã ủng hộ thời gian qua, xem, like, subscribe ủng hộ kênh. Rồi, và thời gian tới thì mình sẽ có cái cam kết rằng cải thiện chất lượng video tốt hơn về hình ảnh, ánh sáng, về chất lượng âm thanh. À, nói về âm thanh thì mình đã đầu tư mua thêm một số các cái mic về thu âm của Hoa. Có lẽ thời gian tới mình sẽ làm ra review và sẽ có một series nói về những chiếc mic thu âm cho vlog. Rồi, một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ kênh Văn Hóng Lazada. Và năm 2018 cũng đã sắp hết rồi, thì cũng gửi lời chúc tất cả các bạn một năm 2019 sắp tới đây nhiều thành công, may mắn, luôn vui vẻ và luôn ủng hộ kênh Văn Hóng. Ok, xin chào, gặp lại trong năm 2019.